Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Hữu Quốc Món Chay Ngon. Và hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món mang tây sốt núm, một món ăn chay rất là ngon lắm luôn. Và cách làm thì cũng rất là đơn giản lắm. Phần sốt núm đó quý vị thì nó có cái vị mặn mặn nè, ngọt ngọt nè, vị hương thơm rất là đặc trưng. Rồi mang tây thì nó có cái độ giòn vừa phải kết hợp với sốt núm nữa, tạo nên món mang tây sốt núm rất là thơm ngon, tuyệt vời lắm luôn. Ok, các nguyên liệu của mình thì gồm có, hôm nay mình sử dụng 200g mang tây nha quý vị. Mang tây hiện hồi mình sẽ lấy cái phần non thôi, cái phần già gần gốc thì mình sẽ bỏ đi. Rồi các nguyên liệu khác thì gồm có hành lá, sả, hành tím, ớt, núm hương nha quý vị. Nãy giờ mình ngâm núm hương với núm mèo thì cũng khoảng hơn tiếng đồng hồ đó quý vị. Nó cũng đã rất là nở rồi. Cùng một số gia vị thông thường khác nữa. Rồi mang tây thì mình sẽ lặt khúc khúc ra. Nó tầm cũng khoảng 8-9 phần. Cái phần già quý vị thì mình sẽ bỏ đi. Cái phần non thì mình lặt nó kêu gụp gụp ra luôn đó quý vị. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho muối vào trong cái hào nước. Rồi mình đảo đều lên cho muối nó tan ra hết luôn. Rồi mang tây thì mình sẽ rửa qua nước muối nha quý vị. Để cho nó loại bỏ đi những cái bụi bặm đó quý vị. Nó bám vào mang tây á, nó ra ngoài hết luôn. Rồi núm hương thì mình sẽ dắt ra. Mình dắt thì mình đè vào trong lòng bàn tay quý vị. Mình dắt hơi mạnh tay vào đó, cho những cái chất mà trong núm hương á, nó ra ngoài hết luôn. Mình dắt đến khi nào mà nước nó thật là trong lại là được rồi nghe quý vị. Còn cái phần núm mèo thì mình cắt bỏ đi cái phần hơi già nè. Chủ yếu là mình lấy cái phần non ở trên thôi. Rồi mình chút xíu mình sẽ sắc nhỏ nhỏ ra nghe quý vị. Rồi mình cũng để ra cái dĩa sẵn luôn. Đó, núm mèo thì nó có cái độ cũng giòn giòn. Rất là ngon nghe quý vị. Hành lá thì mình sẽ sắc nhỏ nhỏ ra. Rồi tương tự thì ớt mình cũng sắc lát lát ra luôn. Để nữa mình trang trí cho nó đẹp thôi. Hành tím thì mình đập cho nó dập dập. Rồi sau đó thì mình cũng băm cho nó nhuyễn nhuyễn ra luôn. Để nữa mình phi nha quý vị. Đó, hơi nhuyễn nhuyễn như vậy là được rồi. Mình sẽ cho ra dĩa nhỏ sẵn luôn. Rồi sả, một cây sả quý vị thì mình cũng đập cho nó dập dập. Rồi sau đó thì mình cũng sắc lát mỏng mỏng ra. Rồi mình cũng băm cho nó nhuyễn nhuyễn ra luôn. Cái phần sả này để nữa mình phi mình làm cái phần sốt nha quý vị. Rồi núm hương nha quý vị thì mình cũng sắc lát mỏng mỏng ra, nhỏ nhỏ thôi, càng nhỏ thì càng tốt nha quý vị. Rồi mình cũng cho ra dĩa sẵn luôn. Tương tự thì phần núm mèo mình cũng sắc lát mỏng mỏng ra. Rồi mình cũng sắc cho nó nhỏ nhỏ lại nha quý vị. Đó, rồi mình sắc cho nó nhỏ nhỏ lại. Rồi mình cũng cho ra dĩa nhỏ sẵn luôn. Và mình bắt cái chảo nước lên, mình cho một ít muối vào. Dầu ăn thì mình cho chút xíu thôi. Để mình luộc mang tây nha quý vị. Mang tây mà mình luộc qua muối nè. Rồi chút xíu vô ăn nữa thì mang tây đến khi mình luộc chín đó quý vị, nó có cái màu xanh rất là đẹp nha quý vị. Mang tây thì mình luộc tầm cũng khoảng 6-7 phút nha quý vị thì mang tây nó sẽ chín. Và sau một hồi cũng khoảng 6-7 phút rồi, bây giờ mang tây cũng đã chín rồi đó quý vị. Rồi mình sẽ vớt ra.
Rồi mình bắt cái chảo lên, mình cho dầu ăn vào. Khi dầu đã nóng lên thì mình sẽ cho hành tím vào, mình phi. Mình phi tầm cũng khoảng 1 phút thôi. Rồi mình sẽ cho cái phần xà băm vào, mình phi chung luôn. Trong lúc phi thì mình cũng đảo đều lên nha quý vị. Và sau một hồi phi thì hành tím và xà băm cũng đã vàng óng ánh rất là thơm luôn rồi đó quý vị. Rồi mình tắt lửa luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cho nửa muỗng canh đường cát vào. Chút xíu bột ngọt. Nước tương thì mình cho 2 muỗng canh nước tương vào. Dầu hào chai quý vị. Thì mình sẽ cho 1 muỗng canh dầu hào chai vào, muỗng hai lưng thôi. Chút xíu tiêu xay vào, khoảng 1 phần 3 muỗng cà phê quý vị. Rồi tương ớt, mình cho 1 muỗng canh tương ớt vào luôn. Nước lọc thì mình cho cũng khoảng 3 muỗng canh nước lọc vào. Rồi sau đó mình bật lửa lên lại nha quý vị. Rồi mình đảo đều lên cho cái phần sốt của mình nó tan ra hết luôn. Và nó có cái độ hơi sệt sệt lại. Rồi mình sẽ cho nấm vào mình xào. Đó, bây giờ thì nó có cái độ hơi sệt sệt rồi đó quý vị. Rồi mình sẽ cho nấm hương vào. Mình xào trước. Mình đảo qua một vựng thôi. Khoảng 30 giây là được rồi. Rồi mình sẽ cho nấm mèo vào. Đó, nấm mèo mình sắc nhỏ nhỏ ra nè. Mình cho hết vào luôn. Rồi tiếp tục mình đảo đều lên. Để cho nó ngấm các gia vị nha quý vị. Rồi chút xíu mình sẽ thêm nước lọc vào. Đó, bây giờ thì mình sẽ cho khoảng 1 phần 3 chén nước lọc đó quý vị. Mình cho vào rồi mình đảo đều lên. Đó, bây giờ thì phần nấm cũng đã chín rồi đó quý vị. Cũng ngấm các rất là sâu các gia vị rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cho bột năng đó quý vị. Mình khoảng 1 muỗng cà phê nha quý vị. Với nửa chén nước lọc. Mình pha sẵn rồi quý vị, mình cho vào để mình làm cái phần sốt nha quý vị. Có bột năng nữa thì cái phần sốt của mình á nó có cái độ sệt rất là hấp dẫn nha quý vị. Đó, quý vị thấy cái độ sệt của cái phần sốt nấm á, như vậy là được rồi. Rồi, mình sẽ tắt lửa luôn. Và bây giờ thì mình sẽ để một lớp mỏng cái phần sốt nấm ở dưới dĩa nha quý vị. Rồi sau đó thì mình sẽ cho bàn tay lên trên. Chủ yếu là cách trang trí của mình hơn nghe quý vị. Rồi, sau một hồi mình đã sắp hết cái phần bàn tay lên dĩa rồi. Thì phần sốt nấm còn lại á, mình gửi lên một lớp mỏng ở phía trên nữa. Rồi, mình cho một ít hành lá vào. Rồi, ớt mình cho vào luôn. Mình trang trí sao cho nó đẹp mắt nghe quý vị. Nhìn thu hút thì nó sẽ rất bắt mắt. Và nó sẽ hấp dẫn và ngon hơn. Đó, đây là thành phẩm của mình nè quý vị. Măng tây sốt nấm, một món ăn chay rất là ngon. Cách làm mà như nhà mình đó quý vị thì nó cũng rất là đơn giản, nhanh, lẹ và món này ăn bắt cơm lắm luôn. Và đã thành phẩm rồi đó quý vị. Rồi Hữu Quốc món chay ngon. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau.